Các bạn ơi, mình nghe nói có tòa nhà mới ở trường á, và một số con trai sẽ qua đó học đó. Trời ơi, mình không muốn đi đâu, học ở đây quen rồi mà. Ai bắt bạn đi chứ, người giỏi sẽ ở đây, mấy kẻ thua cuộc mới phải đi qua đó mà. Các bạn đoán xem mình đã mua gì nào, thách các bạn đoán ra đó. Đồng hồ hả? Không mà Trích ạ. Chắc là cặp côn rồi, không luôn. Vậy chắc là nước hoa phải không? Không, có Sia nhìn nè, mình mua iPhone đời mới luôn, xịn chưa hả? Cho mình xem với A-Team. Không, bạn làm rơi nó mất. Về nhà mình mới khui hộp ra mà, không cho đâu. Không đời nào. Ba Trích, ngửi thấy gì không? Mùi gì ghê á. Là mùi nước hoa đó. Bạn xịt bao nhiêu loại nước hoa rồi hả? 18, bạn không thích hả? Bạn không thích mùi này hay sao hả? Mình thích. Chú cha ạ, bạn không thể xịt nhiều mùi cùng lúc được. Nghe sai lắm luôn á. Này, chàng bóng rổ, sai cái gì? Không dùng lăng khử mùi mà đi quanh những cái nách hôi mới sai. Ừ, đúng không Ba Trích? Ừ, chú cha, gì cơ? Thôi Smile ơi, chú cha thắng rồi. Nghe nè chú cha, tự ngửi nách bản thân rồi im đi được không hả? Nè Smile, im nào, không là bạn mở cho tôi nha. Bạn nghe chưa? Coi chừng đi nha. Các bạn à, mình không muốn đi chỗ khác đâu. Marussia ở đây mà, không muốn chút nào. Bọn mình không phải đi đâu, nghe nói bọn con gái mới phải qua đó. Còn con trai bọn mình ở lại đây nè, thật luôn á. Ừ, thật không? Vậy tốt rồi. Bạn có định qua chỗ mới hay chú không cha, hả? Mình không biết, mình đâu tự quyết định được đâu. Ý bạn là sao vậy Patrick? Rồi ai đeo cặp cho mình, mua bữa sáng cho mình, cột dây giày cho mình hả? Patrick, bạn nói đi. Là chú ai? Cha, nếu bạn sang chỗ mới thì bạn phải tự làm hết mọi thứ luôn đó. Tự làm hết hả? Các chàng chào, trai. Các chàng trai. Xin chào các cô gái nha. Ô, đội cổ động đến kìa. Còn son môi nữa. Đâu phải có mỗi con trai ngồi đây đâu, còn mình nữa mà. Chào thôi là được rồi. Patrick, mình không muốn cậu đi tòa khác đâu. Ôi, bộ chàng bóng rổ của bạn không chạy đến đây hả? Đội bóng rổ ơi, chúng ta đứng lên nào. Lại đây nào. Bọn mình tới rồi nè. Sao rồi Smile, bọn mình có nên đến đó hay không hả? Ừ, lên ôm thôi. Nhìn kìa Dana, các chàng bóng rổ tới rồi kìa. Smile, không phải bạn nên đến rồi làm gì với mình hay sao hả? Đến rồi ôm bạn. Rồi hôn mình nữa. Rao, mình thấy bạn đi với bọn Susa vui quá ha. Mà còn không thèm tới chào mình nữa kìa. Dana, bạn cũng nên chủ động một lần đi. Toàn là mình làm trước thôi. Các bạn à, cũng có khi là các chàng bóng rổ hết thích các bạn rồi đó. Lìa là. Khoan đã, chú ý nè các bạn. Bọn mình có một tin rất là quan trọng đây. Tin gì ạ? Các bạn nói gì hả? Có trai mới tới trường của bọn mình sao? Tin tốt đó nha. Trời ơi, đừng nói như vậy à nha. Các bạn ơi, trường chứ không phải là chợ đâu. Chuyện là có tòa nhà mới xây ở trong trường. Và một nửa số học sinh sẽ qua đó học. Đúng đó. Vậy, và có danh sách rồi. Ủa, cái gì? Smile à, hy vọng bạn không có trong danh sách nha. Rao, mình mong là hai đứa mình có trong danh sách để được đi cùng với nhau. Mình không qua đó mà không có bạn được đâu. Patrick, mình không cho bạn đi đâu. Chú cha, buông mình ra đi, khó chịu quá à. Mình nghĩ bọn con gái sẽ sang tòa nhà mới mà thôi. Mong là sẽ không có mình, mong là sẽ không có mình. Đừng lo đi ma, qua đó mình bắt đầu cuộc sống mới thôi. Gặp nhiều cô nàng mới nữa. Mong là danh sách đó có bọn mình. Mình đọc danh sách đó nha. Mọi người ai có tên thì đứng đây nha. Đi mà. Yeah, có tên mình nè. Còn mình, Costia, bạn sẽ đi với mình thôi, thật đó. A-Tuem lớp 10G. À thì bà đi đi, bắt đầu cuộc sống mới đi, đi đi. Costia. Costia, mình nói mà. Ôi, cuộc sống mới, cuối cùng mình cũng thoát được Marussia rồi. Các bạn đạp tay nào. À thì bà đừng vội mừng nha, có khi Marussia có tên luôn đó. À tôi cây chà là. Lên đây đứng đi, nhanh lên. Mình đợi bạn nha, Patrick. Bạn đừng đợi làm gì, Patrick sẽ không đi đâu hết. Đạp tay nào hiểu các bạn. Chứ. Yeah, yeah. Rao. Không, Rao, không được dạ đi na, mà không có mình được đâu. Tên mà thôi. Còn Smile sẽ ở lại với mình. Rồi, cái tên tiếp theo chính là... Marussia, gọi tên mình đi mà. Cái tên tiếp theo là Patrick. Lên đây, chú nhanh cha, lên mình nào. Mình không tự quyết định được rồi mà. Marussia, mình cho cậu và danh sách đó đừng biết mùi. Chú cha, bạn sẽ có tên mà thôi. Chú cha, đừng có than nữa. Đây là ý của hiệu trưởng đó. Rồi, người tiếp theo chính là... Các nàng ơi, giờ tới một trong số bọn mình đó. Bọn con trai qua tòa nhà mới hết trơn rồi kìa. Đâu có, còn mình nè. Smile à, mình cái là bạn ở lại. Các nàng đừng có lo, mình sẽ qua tòa nhà mới với các bạn sớm thôi. Marussia, tiếp theo là ai vậy hả? Rao, mình đến đây. Rồi, Patrick là người cuối cùng á. Được, các chàng trai này sẽ qua tòa mới. Còn các bạn sẽ ở lại đây nha. Gì? Mình phải ở lại một mình với các bạn nữ này hả? Smile à, mừng quá đi. Mình được ở cùng nhau rồi.
Khoan, cái gì? Các bạn ấy qua tòa mới, còn bọn mình ở lại đây đó hả? Vậy làm sao chứ? Vậy thì tòa nhà mới có con gái hay là không? Con gái hả? Dám đụng dập rau thì mình cho biết tay nha. Phần thú gì đây? Có con trai đi học ở tòa nhà mới thôi. Ở đây chỉ cho con gái học thôi à. Nhưng mà tòa nhà mới hết chỗ rồi nên Smile cũng phải ở lại đây luôn. Cái gì thế này? Gì vậy? Mình không quay lại được không hả? Không. Smile! Smile! Các chàng trai còn chờ gì nữa? Bên tòa nhà mới bắt đầu học rồi đó. Đi học nhanh lên đi. Được rồi đi thôi. Được rồi các đàn ơi, mình ở lại đây thật. Nhưng không có nghĩa là mình phải đeo hết túi của mọi người đâu nha. Smile. Hứa không hả? Smile! Smile ơi, chưa hết đâu. Con của mình trên lớp nữa kìa. Dạ Na ơi, bạn xui ghê á. Rau của bạn phải qua tòa nhà mới mất tiêu đây rồi. Đây Na, bạn thì vui rồi. Còn bọn mình đây, không có anh chàng nào ở cùng hết đó. Có phải tại mình đâu. Đúng rồi đó, đâu phải đây Na. Các bạn ơi, không ai muốn mở tòa nhà mới để cho tất cả con trai tới đó học hết trơn á trời á. Mà Dusha, mình mới mua một cái áo ngực đó, loại độn trời luôn. Nóng như thế này sao mà mặc độn ngực được chứ. Mình thì mua áo thông thường thôi. Ôi trời ơi, mình làm gì ở đây thế này vậy hả? Thiệt tình à. Ôi trời, bạn thích son của mình hay chưa không? Chưa cha, mình không biết nó hợp với bạn không đâu. Ôi trời ơi, thiệt tình à. Các bạn, giờ mình tập luyện, rồi sau đó mình sẽ qua tòa nhà kia để gặp Brown của mình nha. Dạ nè, bạn không qua được đâu, bạn phải có thẻ mới vào được chứ bộ, đúng không? Một cái thẻ nhựa cũng được. Các bạn à, bình tĩnh lại đi. Smile ơi, giúp mình tập với nào, Mai à. Được thôi. Đừng để mình đợi chứ. Đây nè, mình phải làm gì giờ? Bình tĩnh đi Smile, không có gì sai cả. Là chàng trai duy nhất ở đây thì cũng bình thường thôi mà. Ở cùng bọn con trai mà không có mình thì cũng có gì hay ho đâu. Dana, tất nhiên bạn rồi Dana, Smile không có sao đâu, bạn bè có được mà không? Yên tâm đi ha. Ê Smile ơi, giúp mình với. Khoan Smile, giúp mình nữa nè. Được rồi các nàng ơi. Ê không được nha, thế này hơi quá lắm luôn á. Trước hết là phải đeo cặp cho bọn mình, giờ phải giúp bọn mình khởi động, sau đó là gì nữa? Hôn má mình đi hả? Không các bạn à, không được làm vậy. Smile à, nhanh quay lại với em đi. Dana, mình nhờ Smile cái này có được không? Còn tùy nữa đó. Smile à, Trutra muốn hỏi bạn cái gì kìa. Lại đây Smile. Không được, thế là quá lắm. Các bạn phải tự tìm đồ của mình chứ. Đây là vấn đề vệ sinh cá nhân của các bạn mà. Này Smile, bạn là chàng trai duy nhất còn lại trong cả tòa nhà này, nên là nếu muốn làm bạn với bọn mình thì phải nghe theo bọn mình, bạn hiểu chứ? Smile! Các bạn à, các bạn đang xúc phạm Smile rồi đó. Bạn ấy có một mình mà bọn mình thì quá đông, cho nên đừng ép bạn ấy quá nữa, có được hay không vậy hả? Hợp tác chút đi. Được. Ok. Trời ơi Madusha, mình nhớ Atom mình quá đi. Mình cũng nhớ nữa. Madusha, bọn mình hãy tới chỗ của bạn ấy đi. Một phút thôi cũng gặp được dây thôi cũng được á hả? Thôi đi đi. Đi thôi. Các bạn ơi, đang làm gì thế? Có khỏe hay không hả? Có vui tươi hay không? Mình ở đây không vui tươi chút nào hết luôn á. Các bạn gái cứ đi quanh nói về độn ngực, bắt mình đi mua đồ vớ vẩn gì đấy. Mình không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Các bạn đưa mình ra khỏi đây đi mà, được không hả? Ủa ra bạn đang cười hả? Mình không căng cơ giúp Jana nữa đâu. Bạn tự đi mà làm đi. Các chàng trai. Thế mà Lucia, bọn mình chưa nhận được thẻ nữa, nên các bạn có thể tới chỗ của mình được đó. Thật đó. Atom, gặp bạn thật mình quá đi. Atom, có thật là không có nữ ở tòa nhà là đó không? Mà mình vui quá đây. Smile ơi. Smile ơi. Chú cha. Smile à, nè. Smile ơi. Đứng lại đi. Phòng hiệu trưởng ở sau lưng của mình đó. Smile ơi. Nè, cậu chưa đeo cặp cho mình mà. Cho bọn mình nữa. Thôi nào, mình có một mình, các bạn thì đông. Mình không đeo cặp nữa đâu. Mình không chọn màu son nữa. Mình cũng không đi mua đồ gì nữa hết. Bây giờ mình tuyên bố mình sẽ không làm cái gì để giúp các bạn nữa đâu. Smile à, hay đeo cặp cho mình thôi có được không? Smile. Các bạn để mình yên đi, không mình sẽ mách hiệu trưởng cho mà coi. Rao, Patrick, ăn mừng thôi, bọn mình bị đuổi rồi vì quậy phá đó. Yeah.
Mình thoát rồi, mình tự do. Tóm lại là hôm nay trường của mình có một trò đùa kỳ quái đó mọi người ơi. Hãy nhớ like nha, subscribe kênh và bật chuông thông báo nha. Còn Smile, bạn ấy qua cơn hoạn nạn rồi. Hẹn gặp lại mọi người nha. Chúc sức khỏe.